không được vào. Ông chủ, không hay rồi, Lý đại bổn sự, ông thần tài bị đập bể rồi. Gì chứ? Đến đúng lúc lắm. Kêu các huynh đệ chuẩn bị giao chiến, tên thối đó dám đích thân đến đây, ta sẽ cho hắn một bài hào quang đã. Đại ca, huynh ngồi ở đây đi, để đệ đi trị hắn, rồi về uống tiếp với huynh. Ngươi đối đãi bình thường với hắn, đừng động thủ với hắn ta. Ngươi chọc cho hắn nóng lên, không kiềm chế được đánh ngươi trước, những chuyện còn lại cứ để ta lo. Được. Gì vậy, làm gì vậy? Kêu Lục Thiếu Khiêm ra đây. Dừng tay. Lục Thiếu Khiêm, con rùa rụt cổ như ngươi còn dám ra đây hả? Sao thế? Làm gì nóng nảy dữ vậy? Có phải bị người ta chơi khăm nên lấy ông thần tài ra chút giận? Phải vậy không hả? Đừng có làm bộ nữa. Ngươi làm gì thì tự ngươi biết. Ta đã làm gì? Tất nhiên là ta biết rồi. Lý đại, lúc trước ngươi ở sòng bạc của ta kiếm cũng bộn tiền, đột nhiên ngươi lại qua cầu rút ván như vậy. Ngươi im miệng đi. Huynh đệ của ta tại sao lại bị thương hả? Ngộ thật đấy, huynh đệ của ngươi bị thương, sao đến đây tìm ta chứ? Đồ thối tha, còn giả vờ giả vịt hả? Ngươi nói ta gây thương tích cho huynh đệ ngươi, có chứng cứ gì không? Đúng đó, có chứng cứ không? Làm những chuyện đê tiện như vậy còn đòi chứng cứ nữa hả? Ngươi còn nhân tính không? Đại bổn sự à, đại bổn sự. Còn có người giúp sức nữa, thì ra muốn đến phá sòng bạc. Hôm nay ngươi không nói cho ra lẽ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi tưởng ngươi là đại ca thật sao? Huynh đệ của hắn bị thương thì đến đây tìm ta, sau này vợ hắn có con hoang lại đến đây tìm ta lấy tiền nuôi dưỡng nữa hả? Tên cặn bã này. Dừng tay, đứng yên. Nếu muốn sống thì đứng yên đó. Lên, đợi đã. Giữa ban ngày ban mặt, ta cũng muốn nhìn rõ xem có bao nhiêu người coi thường vương pháp. Ngươi là người của Lục Phiến Môn, ngươi cũng có chút kiến thức đấy, cũng chỉ là tay sai của triều đình thôi, ta không sợ đâu. Chán sống thì cứ đến đây, ta xử hắn ta ngay. Ngươi đừng có lo cho ta, xử tên thối tha này đi, đừng liều với bọn chúng. Nếu như quá kích động sẽ hại đến Lý đại bổn sự, vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta đi tìm Tống đại ca. Chúng ta đi, đi thôi, đi. Bảo ông chủ Lục của các ngươi ra đây, Lý đại bổn sự ta đến bồi thường cho hắn. Ông chủ của chúng tôi nói rồi, phải trói đôi chân gây sự của ngươi lại. Sao hả? Nếu không trói lại thì không được vào trong. Được. Lý đại bổn sự, ngươi đến sòng bạc Ngũ Phúc của ta có việc gì đây? Ông chủ Lục, lần trước ta lỡ tay làm bể ông thần tài của ông, cho nên hôm nay đến đây để đền lại cho ông đó. Hay cho câu lỡ tay làm bể. Lần trước là ta quá lỗ mãng, mọi chuyện lầm lỡ ta sẽ gánh chịu hết, muốn xử lý ta sao cũng được. Nhưng hy vọng ông chủ Lục giơ cao đánh khẽ, hãy cho bọn ta một cơ hội để trở lại sân đấu. Ông thần tài đó, ngươi muốn đền thì đền được sao? Ngươi tưởng đó là ông thần tài bằng đất bình thường à? Vậy ông muốn thế nào? Nghe nói Tiểu Lương Sơn các ngươi rất thích nghịch lửa, hôm nay ta sẽ cho các ngươi một giây pháo để các ngươi thưởng thức. Ta không hiểu. Đơn giản thôi mà. Chuẩn bị xong chưa? Rồi ạ. Ông chủ Lục, hôm nay ông vui là được. Muốn chơi thế nào tùy thích, nhưng ông phải cho bọn ta cơ hội. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần được nghe lại tiếng ông thần tài bị bể. Nên bây giờ ngươi đứng cho vững đấy. Được rồi. Tống đại ca, không được rồi, lên thôi. Đừng làm hỏng chuyện của Lý đại bổn sự. Ông chủ Lục, ông vừa lòng chưa? Lấy bóng đến đây. Vâng. Được thôi, chỉ cần ông chủ Lục vui thì sao cũng được. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, nào, rút đi.
cho qua với. Lại là ngươi. Ông chủ Lục, ta nghĩ như thế là đủ rồi đấy. Tất cả hương thân phụ lão cũng đã đều nhìn thấy vị đại ca này rất thành tâm thành ý đến đây để xin lỗi ông. Ông đại nhân đại lượng, xin hãy bỏ qua cho. Ta nghĩ có những chuyện ngươi không biết thì tốt hơn. Đại bổn sự thiệt cho ngươi rồi, Kim ca. Cứ mặc đệ. Cũng may là có Kim ca ra tay kịp thời, nếu không đại bổn sự thảm rồi. Kịp thời gì chứ, ta thấy lại hỏng chuyện nữa rồi. A Động, bảo hắn ta đi đi, đừng ở đó cản trở nữa. Mau lên. Vâng. Nếu Lý đại bổn sự không muốn chơi trò chơi này, vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Tiểu Kim ca, mau trói đệ lại đi, nhanh lên. Tiểu Kim ca, đi thôi. A Động, ta có chuyện cần phải nói. Chuyện đó không bàn được nữa. Ta nghĩ Lý đại bổn sự đến như thế nào thì phải như thế đó. Ông chủ Lục, dạo này trong thành Lâm An có rất nhiều lời đồn. Nếu như không có đội của Lý đại bổn sự, vậy ngôi vô địch sẽ thuộc về ông chủ Lục rồi. Cho nên cái gì? Cho nên có người đã tìm cách không cho họ tham gia thi đấu. Ngươi đừng nói bậy, bọn chúng không tham gia là vì bọn chúng tự chuốc lấy. Sao lại kéo ta vào chuyện này chứ? Vậy thì đúng rồi. Ông chủ Lục, sao không thừa cơ hội này, không so đo với bọn người đó nữa, để họ được tham gia so tài. Tới lúc đó, ai cũng kính nể ông chủ Lục rồi. Phải đó, ông chủ Lục. Đúng rồi đó, đừng làm khó bọn ta nữa. Nếu không là con rùa rụt đầu đó, cái đám thối tha này. Được thôi, ta thành toàn cho các người, để các người thua tâm phục khẩu phục. Tốt quá rồi, chúng ta có thể tham gia thi đấu rồi, nhớ giữ lời đấy. Các vị đã nghe hết rồi đó, bọn ta có thể tiếp tục thi đấu rồi. Được rồi, để ta coi các người có bản lĩnh gì. Không sao rồi. Không sao chứ, không sao cả. Tiểu Kim ca ơi. Tiểu Kim ca. Tiểu Kim ca, đi đâu vậy hả? Ta còn có việc phải làm. Huynh giúp bọn ta chuyện lớn, huynh là nhất đấy. Không cần khách sáo. Đi mau, mau lên đi. Đến đây. Huynh. Đến đây đi. Đến đây nào. Đừng cản nữa, để muội ấy đá vào. Đừng cản nữa, để muội ấy đá vào đi. Đá rất hay, muội đá hay lắm. Đúng là thiên biến vạn hóa mà. Vạn hóa cái đầu của huynh đó. Ai bảo huynh nhường ta chứ? Ta không có, là ta phán đoán sai hướng mà. Đúng vậy đó, ta không tập với huynh nữa. Đại ca đúng là thông minh mà. Còn các người nữa, cá mẹ một lứa. Đại ca đến rồi, đại ca. Đại ca đến rồi. Tiểu Kim ca, huynh cũng đến xem bọn đệ luyện bóng sao? Các huynh đệ đã vất vả rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Ta có một chuyện quan trọng cần bàn với mọi người. Tập luyện như thế nào rồi? Có lòng tin vào chung kết không? Tất nhiên là có lòng tin rồi, nhưng Tôn Lão Nhị không có ở đây, nên chúng ta không đủ người. Tống đại ca, bây giờ bọn đệ có đủ người, nhưng không đủ năng lực. Nói ai đấy? Ta không có nói huynh, chỉ là thuận miệng nói thế thôi. Vương Biêu huynh đệ nói rất đúng. Ở hàng tiền đạo của chúng ta chỉ có một mình Nhược Nam, khả năng tấn công chắc chắn không đủ. Vậy thì huynh tìm người lợi hại hơn đi. Có rồi, chính là đệ ấy. Huynh nói Tiểu Kim ca sao? Là Tiểu Kim ca thì tốt quá rồi, ta suýt nữa thì quên mất có một cao thủ bên cạnh mà không hay biết. Tiểu Kim ca, ta chưa thấy huynh đá bóng bao giờ. Đúng là chân nhân bất lộ tướng mà.
Bọn huynh không nhớ sao? Hôm đó ở ngoài cửa Song Bạc, huynh ấy đá rất hay đấy. Vừa nhìn đã biết là cao thủ rồi. Đừng có khen ta nữa. Ta không có biết đá bóng đâu. Đừng có khiêm tốn nữa. Mọi người cần phải luyện tập với nhau nhiều hơn. Chờ đã. Ai đồng ý cho hắn tham gia đội bóng chứ? Chúng ta tham gia thi đấu thì phải đề phòng những người giỏi đóng kịch. Nhược Nam, sao lại nói như vậy chứ? Huynh ấy là bạn của chúng ta mà. Huynh, được thôi. Nếu các người tìm được vị cứu tinh rồi, vậy thì cứ từ từ mà luyện tập. Ta sẽ rút lui là được chứ gì. Nhược Nam, rốt cuộc hôm nay muội bị sao vậy? Bây giờ nước đã đến chân rồi, tìm được người không dễ đâu. Thôi được rồi, đừng có dở tính trẻ con nữa. Nhìn mình đi, bực đến toát cả mồ hôi. Huynh đừng bị hắn lừa nữa. Thời buổi này, có rất nhiều hàng giả đó. Tiểu Kim ca thành tâm thành ý, đến giúp chúng ta. Thành tâm thành ý. Câu này nói người khác, thì ta còn tin. Còn hắn thì, ta khinh. Hơn nữa, hắn có bản lĩnh gì mà giúp chúng ta? Chỉ dựa vào kỹ năng kém cỏi của hắn sao? Ai mà không biết chứ? Ta biết trong lòng muội đang nghĩ gì, nhưng mà cũng phải nghĩ đến đại cuộc chứ. Hơn nữa, người ta có làm gì muội đâu. Huynh, huynh biết được gì rồi? Tất nhiên là huynh biết hết rồi. Huynh, nếu như huynh còn tiếp tục nghĩ bậy thì ta sẽ không nhìn mặt huynh nữa. Thôi được rồi, chỉ cần muội không gây rối nữa thì ta sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, có được không? Tống đại ca, Tống đại ca này, nếu đã như vậy rồi thì đệ sẽ không tham gia nữa đâu. Nhược Nam, hay là bỏ đi. Nhược Nam, nếu để Tiểu Kim ca gia nhập, muốn thắng Lục Thiếu Khiêm thì chúng ta cũng có lòng tin hơn. Đúng đó, các người. Được thôi, nếu như hắn ta có bản lĩnh, muốn tham gia đội bóng cũng không phải là không được, nhưng phải qua ải trước đã. Để xem hắn ta là một thỏi vàng hay là một cục đá. Sao hả, có đồng ý không? Thử thế nào đây? Chuyện này huynh không cần lo. Nếu mọi người đã ở đây hết rồi, là thật hay giả, sẽ biết ngay thôi. Này, ngươi có dám không? Được thôi, vậy thì tôi sẽ thử xem sao. Được thôi. Bóng không chạm đất, vượt qua 5 người liên tiếp. Đây không phải là vấn đề của muội sao? Cái này có gì khó đâu. Không phải huynh nói hắn ta là cao thủ sao? Cao thủ qua ải này có khó gì đâu chứ. Không vào, không có vào. Vào rồi. Vào rồi, tốt quá đi. Ngộ Mộng, không sao chứ, không sao. Bóng còn chưa chạm đất thì đã vượt qua 5 người rồi. May mắn thôi mà, ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Ngươi còn phải qua ải của ta nữa. Nếu ngươi chạm được vào bóng, thì ngươi thắng. Nếu không chạm được thì ngươi thua. Được, ta sẽ thử. Nhược Nam, ta đến cứu muội đây. Phim được dịch, Nhược Nam và lồng tiếng tại phim TV. Còn không mau đứng dậy đi. Xin lỗi nhé, ta không cố ý đâu, thành thật xin lỗi. Không sao, không sao cả. Huynh im miệng đi. Thế nào rồi? Ta thấy muội không còn gì để nói nữa rồi. Người như hắn thật là tệ, rõ ràng là biết đá nhưng lại nói không biết đá bóng. Với loại người này có yên tâm được không? Thôi được rồi, sau này mọi người phối hợp tốt với đệ ấy đấy. Ai phối hợp với hắn chứ? Cô nương, rất cảm ơn cô vì đã nương tay. Cảm ơn rất nhiều, bớt nhiều lời. Ai nương tay với ngươi chứ? Đồ thần kinh. Ta. Đừng để bụng đấy. Tính tình muội ấy là như vậy đó. Đúng vậy, không sao đâu. Chỉ cần kiên nhẫn một chút là được. Được, sau này chúng ta phải luyện tập với nhau nhiều hơn. Bây giờ có Tiểu Kim ca giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ giành ngôi quán quân. Đúng vậy, chắc chắn thắng, chắc chắn sẽ thắng thôi. Tống đại ca, thuốc nổ có bị ướt không? Bọn đệ đã bao lại rất nhiều lớp, có để lâu hơn cũng sẽ không bị ướt đâu. Đã đến lúc dùng nó rồi. Tên hôn quân, nếu ngươi có thể sống thêm 10 ngày thì coi như ngươi mạng lớn. Đại gia, nhang đèn của ngài đây. Vương đại ca, có làm huynh giật mình không?
Sao vậy? Sợ hãi vậy? Không có gì mà, làm chuyện gì xấu phải không? Huynh đến đây làm gì vậy? Ta nghe nói nhang đèn ở đây tốt lắm, nên mới ghé vô đây mua một ít. Trùng hợp vậy sao? Đệ cũng định mua. Đệ mua trước nhé. Nhang đèn ở cửa tiệm rất nhiều, chất lượng tốt, cũng nhiều mẫu mã nữa. Đây này, lựa đi. Vương đại ca, nhang đèn ở đây nhiều loại quá, đệ cũng không biết mua loại nào. Huynh mua loại nào? Để đệ xem. Tiểu huynh đệ, người này mua đèn cây đỏ, còn huynh mua màu trắng mà. Có sao không? Dám động chúng vợ ta hả? Ta cho người biết tay. Đủ rồi đó. Thôi đi, thôi đi mà, chúng ta đi. Khách quan đừng đi. Không sao chứ? Hiểu lầm cả thôi. Thôi bỏ đi. Qua đây lựa mẫu đẹp mới về này. Lồng đèn xanh đỏ tím vàng đây. Nước cờ này của Nguyên Soái quả là thần cơ diệu toán, rất lợi hại. Nguyên Soái, mỗi nước cờ như điều binh khiển tướng, từng bước một, khiến người ta trở tay không kịp. Đi đi, mau lên. Phim được dịch trước Viết Minh. Ngốc quá đi. Tại phim TV. Cha, dưới kia có người làm loạn. Đi. Vương đại ca, phía sau có người theo dõi huynh, mau chạy đi. Nhanh chân lên. Được. Sao ngươi lại đánh ta? Còn hỏi nữa, tại sao ngươi ở đây làm loạn? Ta có làm loạn gì đâu, ta đâu có gây sự với ngươi. Bớt lôi thôi đi. Cẩn thận đó. Vân Nhi, về thôi. Thưa cha, con không về đâu. Đứng lại, thưa quan gia, trong đó có gì? Không có gì cả, đi. Đứng lại. Để ta xem. Cái này là gì đây? Sắp đến Tết rồi, mua cho bọn nhỏ chơi. Ăn Tết hả? Sao mua nhiều vậy? Tại hạ có 5 đứa con. 5 đứa con hả? Ta thấy 5 đứa lưu manh thì có.
Người đâu? Đưa đi. Oan ức quá, oan quá đi. Đứng lại. Trong đó có gì? Cho hắn đi qua đi. Đi mau. Còn đứng đó nữa, không xét không chịu đi hả? Đi. Cha, sao cha lại thả hắn đi? Sao hả? Con vẫn còn vì chuyện khi nãy mà bực tức sao? Hắn ta cố ý mà. Con vẫn không tin vào cặp mắt của cha sao? Tiểu huynh đệ đó là một hảo hán. Lẽ nào con không thấy sao? Lúc nãy, hắn vốn có thể đánh trả, nhưng lại không ra tay. Tuy là đường thương của con rất hiểm hóc, chính con cũng không thể nào tránh được. Để cứu đứa bé đó, hắn đã đem lưng ra để đỡ, không màng nguy hiểm đến tính mạng. Tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng lại có tấm lòng như vậy, thật khó tìm. Vân Nhi, lòng nhân từ và bao dung của hắn, con phải cố gắng học theo. Cho dù là cha, vẫn phải học theo hắn. Phim được nhạc Nguyên Soái và lồng tiếng tại phim TV. Không ngờ Nguyên Soái đối với thằng nhóc đó lại có những lời khen như vậy. Thằng nhóc đó khí phách như vậy, ngay cả lão phu cũng phải hổ thẹn. Nguyên Soái nói quá lời rồi. Tên nhóc Tây Môn Kim Ca đó làm sao sánh được với đại Nguyên Soái lừng lẫy thiên hạ chứ? Tây Môn Kim Ca, ngài quen với hắn sao? Không chỉ quen biết, quan hệ của bọn ta còn rất sâu đậm. Tên nhóc đó là lịch không tầm thường, có quan hệ thân thiết với đám người Lương Sơn, đặc biệt là Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Tại hạ không ngừng âm thầm điều tra, sớm muộn gì cũng có ngày tại hạ diệt hết bọn chúng. Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm đến đây rồi sao? Hắn ta đã đến đây rồi, nhưng mà vĩnh viễn không thể nào trở về được. Tại sao chứ? Số đã tận, biết trách ai đây? Không biết là Nguyên Soái đến đây có điều chi dạy bảo. Bổn soái lần này đến đây để bảo đảm sự an toàn của thánh thượng trong ngày thi đấu, tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì. Chuyện này Nguyên Soái cứ yên tâm, tại hạ sẽ bố trí cẩn thận, đề phòng nghiêm ngặt. Đề phòng là chuyện cần thiết, nhưng không được lạm sát vô cớ, nhiễu loạn lòng dân. Dù sao ngày thi đấu cũng là chuyện vui, phải đảm bảo an toàn, như vậy mới trọn vẹn. Nguyên Soái hãy yên tâm, chúng ta cứ thế mà làm. Này tiểu ca. Tiểu ca, hôm qua tiểu nhi có chút lỗ mãng, đắc tội với tiểu ca, xin tha thứ cho. Chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải bận tâm. Tại hạ còn có việc, xin cáo lui. Cha, cha làm gì vậy? Vân Nhi, đại trượng phu làm gì cũng phải dám làm dám chịu. Sai là sai, còn đúng là đúng, không được lôi thôi. Người đó là Nhạc đại nhân mà, đúng là ông ta rồi. Cố lên nha, nhất định phải thắng đó. Trận đấu chính thức bắt đầu. Cố lên, đá đi, chuyển qua kia kia. Mau lên, sự việc chuẩn bị thế nào rồi? Đã tiếp xúc với chúng rồi. Gặp nhau lúc nào? 5 ngày sau. Gặp ở đâu vậy? Bên Tây. Bên Tây đó. Bên Tây. Bên Tây chỗ nào? Không, không phải bên Tây, mà là Tây Hồ. Người của ta có đủ dùng không? Còn phải nói sao, bao vây Tây Hồ 2 vòng vẫn còn đủ mà. Không được, nếu đã bàn bạc, nhất định chúng ta phải đi, ta và Tiểu Quyên đi, bọn họ cũng không dám làm gì đâu. Chuyển qua đi, rút mạnh lên, đại ca, lần này chúng ta muốn vào chung kết, cũng
không thành vấn đề. Ngươi nhìn kìa, trận đấu vẫn chưa kết thúc, chưa biết được ai sẽ thắng đâu. Chuyền trái đi, qua phải một chút, ngươi im miệng chút đi. Cô nương, xin đừng động thủ. Đầu của nam nhi không phải muốn đánh là đánh đâu. Tay của nữ nhi không phải muốn nắm là nắm đâu. Cũng là cô không biết xấu hổ, cô sờ người ta trước đó. Còn nói nữa, đồ không biết xấu hổ, la lối om sòm. Các người đến đây có phải xem đá bóng không? Đến đây xem gì có liên quan gì đến ngươi? Các người đến đây xem gì? Tất nhiên là không liên quan đến ta. Nhưng đến xem đá bóng mà không kêu la cổ vũ thì có vấn đề rồi. Rõ ràng các người đến đây để làm chuyện gì khác? Đến để xem một bọn lưu manh đá bóng. Thật lãng phí thời gian. Biết lãng phí thời gian đến đây xem làm gì? Ở đây có rất nhiều đàn ông. Đến xem đàn ông hả? Ta quả thật đến đây xem đàn ông, xem bọn họ thua như thế nào. Tiểu Lương Sơn, danh hiệu gì đây chứ? Đừng làm bẩn tai người nghe. Thật là mất mặt. Sao hả? Không xứng sao? Xứng chứ. Tất nhiên là xứng rồi. Một lũ liều manh già xứng với một lũ liều manh trẻ. Đúng là trời sinh một cặp. Cố lên, quyết chiến quyết thắng nha. Vào rồi. Đá hay lắm. Hoan hô. Vào rồi kìa. Đá hay lắm. Vào rồi. Kim ca ơi. Kim ca. Muội thích huynh lắm đó. Ngầu quá đi. Hoan hô. Tiểu Kim ca, huynh lợi hại thật đó. Nhất định là phải dạy cho đệ vài chiêu đó. Có gì đâu. Người đó. Lại là ngươi. Cha ta đang đợi ngươi. Phim được cha, hắn đến rồi. Tiếng tại phim TV. Thật không hổ thẹn, đúng là tuổi trẻ tài cao, vẫn giống như phong độ của Lương Sơn hảo hán năm xưa. Nghe Cao đại nhân nói, các hạ và Hoa Hòa thượng Lỗ Chí Thâm có quan hệ sư đồ. Sư phụ của tại hạ có lòng từ bi, thấy tại hạ mồ côi cha mẹ, không ai chăm sóc, nên đã thu nạp tại hạ. Xem ra các hạ rất có duyên với Hoa Hòa thượng. Tại hạ đây ngưỡng mộ ông ta đã lâu, chỉ là không có duyên để làm quen. Hôm nay gặp được đồ đệ của ông ta, tức là vẫn còn cơ duyên. Đại nhân quá khen rồi, tại hạ hiểu biết nông cạn, so với sư phụ vẫn còn rất xa. Thật là hổ thẹn. Các hạ đừng quá khiêm nhường. Lão phu đây thật sự ngưỡng mộ các hạ. Kim ca mạn phép, hỏi đại nhân tôn danh quý tánh là gì? Ta họ Nhạc tên Phi. Nhạc Phi? Không đúng, Nhạc Nguyên Soái. Sao hả? Không phải là người đồng đạo, sợ những lời ta vừa nói lúc nãy làm nhục danh tiếng của Lỗ sư phụ sao? Tất nhiên là không rồi, tại hạ còn nhớ sư phụ từng nói, Nhạc Nguyên Soái hết lòng vì nước, chinh chiến diệt kim, chính là nghĩa khí của đại trượng phu. Giang Sơn đời đời có anh hào, chỉ tiếc rằng một khi đã qua đi, thì không bao giờ trở lại. Lương Sơn hảo hán, người đã mất, thời đã qua, nhưng danh tiếng vẫn còn, người người ngưỡng mộ. Ta thấy các hạ có lòng hiệp nghĩa, hôm nay trên sân đá cũng rất hay, thật là một nhân tài. Ta có một câu muốn nói với các hạ. Bây giờ các hạ một mình ngang dọc trên giang hồ, phải biết bảo vệ bản thân. Mở to mắt ra, nhìn thấu mọi việc, để tránh làm những việc bất nhân bất nghĩa. Tại hạ quả thật đã phát hiện một số việc, nhưng tại hạ sẽ không can thiệp vào. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không như ý, tuy các hạ không can thiệp, nhưng thân đã dấn trong đó rồi, các hạ không thể quyết định được đâu. Không lẽ tất cả những việc trên thế gian này không thể nào chung nghĩa vẹn toàn sao? Ta biết các hạ không phải là người bán rẻ bằng hữu, nhưng các hạ phải phân biệt cho rõ ai là bằng hữu thật sự của mình và ai không phải. Nguyên Soái, yên tâm đi, người này tuyệt đối không phải bằng hữu của các hạ.
Mau đuổi theo hắn. Đuổi theo hắn. Đại gia, đừng đi mà. Đồ nghề sinh sống của tiểu nhân. Ngươi là ai vậy? Dám xen vào chuyện của ta? Ta chỉ xen vào chuyện của những kẻ hoành hành ngang ngược và chuyện mà ta cảm thấy chướng mắt. Dừng tay. Có chuyện gì? Thuộc hạ đang đuổi theo một người thì hai người này gây sự, để tên đó chạy đi mất. Bọn ta ăn mì liên quan gì các ngươi? Giải về thẩm tra. Vâng, đi. Ngươi nói đi là đi, không lẽ ngươi là thiên vương sao? Ở đây do ta cai quản. Được thôi. Cao đại nhân, chuyện lúc nãy có vẻ là hiểu lầm thôi. Hai người mỗi người nhường nhau một bước. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Được. Nếu Tống huynh đệ đã đứng ra chủ trì công đạo, tại hạ đương nhiên phải nể mặt rồi. Đi thôi. Phương tỷ tỷ, sao để chúng đi dễ dàng thế? Dù gì đi nữa, chúng ta cũng chỉ gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, uống hồ. Bọn chúng cũng cùng một bọn, vị cô nương này. Tuy là gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ, mỗi người đều có cách làm riêng, sao phải làm cho gà chó không yên, mới chịu thôi. Ai gây sự trước? Trong lòng người hiểu rõ, đánh lén người ta. Đúng là hèn hạ. Ráng chịu chút đi. Xem ra lần này chúng ta hành động đã gặp phải một số nhân vật đáng gờm. Tên kim ca đó bán đứng chúng ta, không thể giữ mạng của hắn nữa. Vương Biêu nói đúng lắm, thái độ của Nhạc Phi đối với hắn không hề bình thường. Kim ca là mối đại họa của chúng ta. Nếu cứ thả hắn ta, hắn sẽ không hại chúng ta đâu. Hắn còn giúp chúng ta nữa kia. Giúp chúng ta sao? Đại ca huynh có nhầm lẫn gì không vậy? Nếu hắn thật sự có quan hệ với Nhạc Phi, chúng ta sẽ tương kế tiểu kế. Ta sẽ lợi dụng mối quan hệ này, trong lúc tìm người sẽ rất thuận tiện cho chúng ta. Nhưng những việc chúng ta làm đều chống đối lại quan phủ. Huynh nói rất thuận tiện. Thuận tiện đến mức đưa chúng ta vào ngục hả? Chuyện nguy hiểm nhất cũng là chuyện an toàn nhất. Hắn không thể hại chúng ta được. Nếu muốn hại thì chỉ có thể hại bản thân hắn mà thôi. Cái này gọi là rơi đá không may, rơi vào chân mình. Rồng bay phượng múa vang danh khắp. Rồng bay phượng múa vang danh ra. Trung thành nghĩa khí là ấn dấu. Đồng môn chính khí giữ giang sơn. Mời các vị ngồi. Tạ ơn phó đường chủ. Tổng đường chủ hiện đang chuẩn bị cho lục hợp đại hội ở Động Đình Hồ. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể gặp nhau ở Động Đình Hồ. Tổng đường chủ thường quan tâm đến huynh đệ 8 bang và 16 hội, đã chuẩn bị sẵn một món lễ vật để thể hiện tâm ý. Ngày mai ta cho người mang đến các bang hội.
Xin cảm ơn ý tốt của Tổng Đường Chủ. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo. Các vị, Tổng Đường Chủ còn có lời này, nhờ ta nói với các vị về việc cùng nhau khởi nghĩa. Không biết các vị tiến hành thế nào rồi? Phim được dịch. Sao vậy? Các vị có điều gì khó nói sao? Phó Đường Chủ, về việc khởi nghĩa, Thanh Long Hội bọn ta đều đồng ý. Hai tay hai chân. Nhưng mà chuyện gì? Nhưng Hắc Long Bang Hở Tí cứ đến làm phiền, gây sự đánh nhau, đánh trọng thương năm huynh đệ của bọn ta rồi. Phó Đường Chủ nói thử xem có nên nói đại nghĩa với bọn người này hay không. Phó Đường Chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Lưu Lão Ôn, Hắc Long Bang bọn ta đánh người của ông cũng đáng đời. Ta hỏi ông, Đường Hậu Cấu Tử là địa bàn của ai? Tất nhiên là của Thanh Long Bang rồi. Ông chỉ cho ai vậy hả? Hai vị bang chủ xin bớt giận. Tổng Đường Chủ, xưa nay luôn xem trọng các vị. Hiện giờ, đang trong lúc khởi nghĩa, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết với nhau, cùng bàn việc lớn. Tại sao lại vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đôi co không ngừng? Sao chúng ta không thử nghĩ xem, sau khi khởi nghĩa thành công, thiên hạ này đều là của chúng ta rồi? Một con đường nhỏ bé đó thì có đáng gì đâu. Phó Đường Chủ nói rất đúng. Nào chúng ta cạn ly, phải đó. Phó Đường Chủ. Phó Đường Chủ, xong xuôi hết rồi, chúng ta lên đường thôi. Ngươi khá lắm. Các vị bang chủ, bây giờ ta có việc quan trọng, phải cáo lui trước. Xin thất lễ. Phó Đường Chủ, xin dừng bước. Phó Đường Chủ, Lâm An Thành tình hình rất phức tạp, ở đâu cũng có thám tử đi lại, hành động rất bất tiện. Tại hạ nghĩ phải gọi thêm vài người bảo vệ Phó Đường Chủ vẫn tốt hơn, không biết là ý Phó Đường Chủ thế nào. Cảm ơn Tiền Bang Chủ. Không cần đâu, Tiền Bang Chủ nói cũng có lý, nên gọi thêm vài người để bảo vệ vẫn tốt hơn. Nghe nói có người có mắt như mù mạo phạm Phó Đường Chủ. Hắc Long Bang chúng ta cũng có vài cao thủ, võ nghệ cũng khá lắm. Thanh Long Hội cũng có một số cao thủ, chân tay nhanh nhẹn. Các ông ồn ào quá. Phó Đường Chủ ngang dọc giang hồ, chưa từng gặp qua bất trắc gì. Cho dù gặp phải người không biết trời cao đất rộng, cũng không làm gì Phó Đường Chủ được đâu. Bọn ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Các vị bang chủ, xin lỗi, thất lễ rồi. Phương tỷ tỷ này, muội cảm thấy lạnh sống lưng quá, có phải có người theo dõi chúng ta không? Ta nói với muội bao nhiêu lần rồi, tối đi ngủ phải đắp chăn thật kỹ. Muội đó, không nghe lời ta. Bị cảm đâu phải cảm giác này, để muội xem thử. Nhìn gì vậy? Muội nhìn thế này, không thấy được đâu, đi thôi. Này khách quan, chưa trả tiền đó, tiền để trên bàn kia, đó là tiền nước thôi, còn tiền trà nữa, bớt lắm lời đi, đừng có cản ta. Tiền trà là tiền trà, tiền nước là tiền nước. Ăn uống no nê mà không trả tiền. Sao ngươi không nhìn xem đây là địa bàn của ai? Ngươi có biết ông ta là ai không? Ông ấy là lão tổng của bọn ta, khoái đao tam phân tiền, tên này chắc ngươi nghe qua rồi chứ. Tiền lão tổng, mạo phạm rồi. Khoan đã, để ta xem lại ngươi đã uống gì. Được rồi, coi như ngươi may mắn. Đi đi. Cảm ơn. Có nhiều người đi phố cùng Phương tỷ tỷ, muội thấy náo nhiệt thật đấy. Quý nhân đây rồi. Đại gia, hôm nay là đầy tháng tiểu công tử nhà bọn ta, phiền ngài đặt cho cái tên đi mà, ta đâu có biết chữ. Các người làm gì vậy hả? Vào trong, lối này. Xin cho chút tiền đi. Làm ơn làm phước, đại gia này có vẻ giàu có này, làm ơn cho bọn ta vài đồng, mấy ngày rồi chưa có gì trong bụng. Tránh ra đi. Làm ơn đi mà, cho bọn ta ít tiền, tránh ra. Cao đại nhân, ngươi làm gì vậy? Tại hạ thất bại, không còn mặt mũi gặp Cao đại nhân. Phim được dịch, thuyết minh. Ta còn nhớ, từ khi ta 17 tuổi đến nay, theo dõi bất cứ người nào, chưa từng bị ai đánh lạc hướng. Có đúng không? Cao đại nhân, ông không biết đó thôi. Hôm nay,
Trong thành Lâm An, 8 bang 16 hội đều ra tay rồi, cả các bang chủ cũng đích thân đến. Cái gì? 8 bang 16 hội sao? Dù không đến đây toàn bộ, nhưng cũng đến gần đủ rồi. Tất cả đều vì ả ta sao? Vâng, không sai. Gốc gác cũng khá lớn. Rốt cuộc là ai? Đến đây làm gì? Đại ca, cha ơi, triều đình vẫn luôn xem Lương Sơn chúng ta là một mối hiểm họa, phải truy sát từng người một trong chúng ta. Vậy những người truy sát chúng ta đều do hoàng thượng phái đến sao? Đúng vậy, cha của con bị triều đình định tội, sau khi mất con không được dựng mộ bia, thật tội nghiệp cho cha con. Một anh hùng hào kiệt, đến khi nằm xuống lại phải ở một nơi lạnh lẽo thế này. Con phải nhớ, hoàng thượng mới chính là người mất hết nhân tính. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Cha ơi, con nhất định sẽ ghi nhớ mối thù này. Không lấy được mạng hắn, lật đổ ngai vàng của hắn, con thể không làm người. Cha, sẽ có một ngày con sẽ để cho linh vị của cha bước ra ánh sáng. Con sẽ để cho linh vị của cha bước ra ánh sáng. Vụ thảm sát này không phải do ta gây nên, chẳng qua là ta kết thúc nó mà thôi. Ai đó? Tống đại ca, là đệ. Là đệ sao? Sao vậy? Vẻ mặt của huynh không được tốt lắm. Không phải, lúc nãy nghĩ đến cố nhân nên xúc động thôi. Đến tìm ta có việc gì không? Hôm trước có nói với huynh về Vương Biêu và số thuốc nổ đó. Thật ra đệ vẫn không yên tâm, cho nên đệ đến đây hỏi xem Tống đại ca đã điều tra được gì rồi, lại phát hiện gì nữa sao? Không phát hiện gì cả, nhưng mà đệ nghĩ chuyện này đã có người biết rồi. Là ai? Nhạc Phi, Nhạc Nguyên Soái. Nhạc Nguyên Soái tận trung báo quốc, trung nghĩa song toàn. Theo đệ, ông ấy sẽ xét xử công bằng. Xét xử công bằng? Thế nào là xét xử công bằng? Huynh thật không nhìn ra đệ, ngươi cũng là người ham vinh hoa phú quý. Tống đại ca, huynh đừng hiểu lầm, thật sự đệ chỉ. Huynh đã điều tra lai lịch của Vương Bưu rồi. Hắn không liên quan gì đến thuốc nổ. Số thuốc nổ đó do ông chủ cửa tiệm dùng để đánh cá. Đã hiểu chưa? Tống đại ca, huynh hiểu lầm đệ rồi. Huynh, không phải đệ đến hỏi chuyện về Vương Bưu sao? Ta đã nói hết rồi, còn gì hiểu lầm chứ? Tống đại ca, nhưng gì? Không tin ta sao? Được, đi tìm Nhạc Nguyên Soái đến đây đi, rồi bắt hết bọn ta, xét hỏi từng người. Chẳng qua đệ nghĩ rằng chuyện này có quan hệ rất lớn. Nếu như Tống đại ca đã điều tra rõ ràng, thì đệ đây cũng không hỏi gì nữa. Tống đại ca, xin phép thất lễ. Thật ra đệ làm vậy sẽ gây phiền phức cho huynh, nhưng đệ hy vọng huynh có thể hiểu. Dù sao đệ cũng chỉ lo cho an nguy của mọi người, chứ không có ý gì khác. Kim ca,
Bỏ đi. Những gì huynh nói lúc nãy có chút nóng nảy. Lẽ nào huynh không biết đệ là người như thế nào sao? Đừng trách đại ca nữa. Huynh đừng nói như vậy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thật ra, người phải được thứ lỗi là đệ mới đúng. Đáng lẽ đệ không nên tùy tiện hành động mà không bàn trước với huynh. Nói không chừng sẽ gây thêm phiền phức cho những người khác. Đúng vậy. Rất may lần này đệ đến gặp Nhạc Nguyên Soái. Nếu như gặp những tên tham quan khác, để triều đình biết được chuyện về thuốc nổ sẽ hủy bỏ tư cách dự thi của chúng ta. Vậy không phải chúng ta phí công vô ích rồi sao? Phải. Thật là thiếu suy nghĩ mà. Không sao rồi, về nghỉ ngơi đi. Phó đường chủ, tất cả đều chuẩn bị xong rồi. Xem ra Tần lão tặc cũng rất có uy tín. Con mồi đã xuất hiện. Nhảm nhí, ăn chia 64, ta cũng làm mà. Ngươi, chia 19 cũng làm mà. Ngươi, đừng cãi nữa. Lát nữa nghe hiệu lệnh của ta. Con mồi đến rồi. Đại nhân cẩn thận, bảo vệ xe ngựa. Lên. Đi thôi. Đi thôi. Huynh đệ, ráng chịu nha. Dặn họ chăm sóc cho các huynh đệ bị thương đi. Dừng lại. Phó đường chủ. Đây. Mời. Mở ra đi. Vâng. Thế nào? Trên xe toàn là đá. Cái gì? Lão tặc Tần cối này dám bày kế lừa ta. Vô pháp vô thiên. Đúng là vô pháp vô thiên. Ngay cả quân lương của triều đình cũng dám cướp, chẳng ra thể thống gì. Dương Lâm này thật to gan. Không chỉ tụ tập làm cướp ở Động Đình Hồ, bây giờ còn dám mạo phạm triều đình. Khanh chắc chắn là do Dương Lâm làm phải không? Thần đã điều tra, đúng là Dương Lâm. Chắc hắn ta điên rồi. Có dã tâm như vậy. Thần nghĩ hắn không hề điên, mà là mơ mộng hảo huyền. Dương Lâm cướp quân lương, một là tăng thêm thế lực, hai là cướp lương để kích sĩ khí binh lính. Một mũi tên trúng hai con nhạn, xem ra ý đồ không đơn giản. Ngọn thương cứ hướng về Giang Sơn Đại Tống. Ý người muốn nói là Dương Lâm muốn tạo phản. Hoàng thượng thánh minh, Dương Lâm là đệ nhất mãnh tướng của phản tặc Phương Lạp. Sau khi Tống Giang và Phương Lạp bị dẹp yên, Dương Lâm trong giới Lục Lâm uy danh rất cao. Nhiều năm gần đây, hắn ở vùng Động Đình Hồ chiêu binh mãi mã, dự trữ lương thảo, hoạt động rầm rộ. Hoàng thượng nên sớm đưa ra quyết định, nhân lúc hắn chưa đủ lông đủ cánh, diệt cỏ tận gốc. Nếu không, sau này nhất định sẽ thành đại họa cho triều đình. Ý của Khanh, muốn đem binh vây đánh sao? Hoàng thượng nói rất đúng. Ta nói đúng gì chứ? Những điều này đều do Khanh nghĩ ra. Thần không dám. Khanh nói chậm nghe đi. Khanh cảm thấy chuyện này cần phải xử trí thế nào? Bẩm Hoàng thượng, tiêu diệt Dương Lâm là chuyện cấp bách trước mắt. Nếu Hoàng thượng chấp thuận, thần xin điều mấy vạn binh lính đích thân đến Động Đình Hồ, quyết tiêu diệt tận gốc Dương Lâm. Tần Khanh ra. Khanh muốn dẫn binh. Thần muốn tiêu diệt thổ phỉ, nguyện vì thánh thượng làm một số việc.
Trẫm cảm thấy Khanh cứ muốn dẫn binh, thần một lòng trung thành. Trẫm biết là Khanh trung thành, nhưng việc để Khanh dẫn binh diệt thổ phỉ, trẫm vẫn phải nghe ý kiến của Nhạc Nguyên soái. Hoàng thượng, cắt cổ gà không cần ra mổ bò, chuyện tiêu diệt Dương Lâm là chuyện nhỏ thôi, không cần Nhạc Nguyên soái đích thân ra tay. Hơn nữa, thần nghe được quần thần nói rằng, danh tiếng Nhạc Nguyên soái tuy lớn, thật ra là trí lớn tài mọn, bản lãnh không nhiều. Câu này là ai nói vậy? Chuyện này chỉ là quần thần bàn luận. Quần thần là ai? Tại sao trẫm chưa từng thấy qua quần thần này? Hôm nào Khanh đưa hắn đến đây để trẫm nghe hắn bàn luận thế nào? Chuyện này Khanh nghe kỹ trẫm nói đây. Đối với trẫm, Nhạc Nguyên soái là một tướng tài, trẫm rất coi trọng. Còn Khanh thì lo chuyện trận đá bóng, còn Nhạc Nguyên soái sẽ lo chuyện diệt thổ phỉ. Hai việc này đối với trẫm mà nói vô cùng quan trọng, phải làm cho thật tốt. Khanh rõ chưa? Thần đã rõ. Lui xuống đi. Đa tạ hoàng thượng. Hạ thần cáo lui. Phó đường chủ, lão tặc Tần Cối điêu ngoa xảo quyệt, hôm nay hắn ngang nhiên nghĩ ra mưu hèn kế bẩn hãm hại chúng ta. Tại hạ nghĩ hắn nhất định đã sớm phòng bị. Đúng vậy, nói không chừng không lấy được mạng hắn, ngược lại còn hại đến chúng ta. Ta không nói phải lấy mạng Tần Cối, ta chỉ muốn hắn đem hết bạc ra đây. Phó đường chủ, những người như Tần Cối dù có đánh hắn cũng không chịu ói ra đâu. Ta sẽ có cách khiến hắn phải ói ra. Phó đường chủ, nếu bây giờ chúng ta đi cướp Tần Cối, vậy chuyện sống còn của các huynh đệ cũng không tránh khỏi được. Chúng ta đấu tranh vì lẽ công bằng, có khó mấy cũng không từ. Nhưng nếu ta làm lớn chuyện, nếu triều đình đem binh tiến vào Động Đình Hồ, chúng ta chưa sẵn sàng về mọi mặt, vậy chẳng phải làm hỏng kế hoạch của Dương tổng đường chủ sao? Phương tỷ tỷ, muội thấy họ nói cũng có lý đấy. Ta thấy các người hồ đồ quá rồi. Chúng ta đã dám cướp quân lương, còn sợ triều đình đối phó chúng ta sao? Đừng nói nhiều nữa, thời gian không còn nhiều, mau theo ta. Đi lấy mạng lão tặc đó, để hắn trở tay không kịp. Phó đường chủ, chuyện xảy ra đột ngột, chúng ta tốt hơn về bàn bạc với Dương tổng đường chủ trước đã. Còn bàn bạc gì nữa? Không lẽ người muốn ta đem tất cả số đá này về Động Đình Hồ, để ông ta biến nó thành vàng bạc sao? Đủ rồi, các ngươi đừng chờ tổng đường chủ nữa. Ngoài chiến trường quân lệnh có thể không tuân, vì ta đã nhận hành động lần này, ta toàn quyền thay mặt tổng đường chủ. Lời nói của ta chính là lời của tổng đường chủ. Tiểu Quyên, chúng ta đi. Tiểu Quyên đâu? Lại chạy đi đâu rồi? Quynh đang làm gì vậy? Quynh vừa nhìn thấy trong đống đá này, Quynh thấy có một viên đá rất là dễ thương. Quynh đang tìm nó để tặng cho muội. Từ khi nào mà Quynh làm mấy chuyện ngốc nghếch vậy? Không phải muội đã nói rồi sao? Một người đàn ông phải làm mấy chuyện ngốc nghếch mới được gọi là đáng yêu. Đừng có ngốc nữa, nhanh chóng về Động Đình Hồ tìm tổng đường chủ khuyên Phương tỷ tỷ đi. Người phụ trách bên kia, nhìn cái gì chứ, tránh ra coi. Làm gì vậy? Quân gia, ta muốn vào trong xem thử. Ngươi tưởng là nhà của ngươi sao? Muốn vào là vào, tránh ra chỗ khác. Quân gia, ta là đội viên của đội bóng Hồng Tụ Thư Viện, mai sẽ phải thi đấu rồi, ta muốn vào trong xem thử trước. Xin quân gia thông cảm cho. Ngươi là đội viên của đội đá bóng hả? Sân bóng đã được xem từ lâu rồi, xem cái gì mà xem, lén là lén lút, đi ra chỗ khác. Ngài đừng hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Tránh ra. Kim Ca huynh đệ, cha ta bảo ngươi qua đó. Mai phải thi đấu rồi, hèn chi ngươi hồi hộp như vậy. Coi bộ ngươi cũng rất muốn được thắng. Đây là trận chung kết rồi, mọi người đã tốn nhiều công sức như vậy, còn đổ không ít mồ hôi nữa mới vào được trận chung kết, ai mà không muốn thắng chứ? Ngươi rất quan tâm đến thắng thua của trận này sao? Ngay cả hoàng thượng cũng đích thân đến xem. Ngài nói những người đá bóng như chúng tôi sao lại không để ý đến chuyện thắng thua được? Ngươi nói rất đúng, ngay cả hoàng thượng cũng rất coi trọng trận đấu này. Với bách tính sao lại không hồi hộp được chứ? Nhạc Nguyên soái, có phải ngài cảm thấy hoàng thượng không nên làm như vậy phải không? Hoàng thượng không thể nói là nên làm hay không nên làm. Tuổi của ngươi còn nhỏ, có lẽ có những chuyện ngươi không thể hiểu được, nhưng ta tin rằng trong tương lai ngươi sẽ hiểu thôi. Phim được dịch, thuyết minh và ngày mai tại phim TV. Hoàng thượng sẽ ngồi ở đây thưởng thức trận đấu của các ngươi.
mỗi một cử chỉ của các ngươi đều sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Hoàng thượng. Nhưng mà phân nửa Giang Sơn vẫn còn trong tay Liếc Kim. Hai vị vương gia của chúng ta vẫn còn bị giam cầm ở trong ngục tù của họ. Hôm qua có tin chuyển về, đại tản quan thất thủ. Lý Kim Minh dẫn theo 53.000 quân đầu hàng quân Kim. Nhưng mà vua của chúng ta còn ngồi ở đây xem thi đấu, muốn cùng vui với dân. Nhạc Nguyên Soái, nếu tình hình ác liệt như vậy, sao Hoàng thượng lại không phát binh để nhanh chóng có được Trung Nguyên? Câu nói này ngươi không được hỏi đến. Mình là con, mình là thần, chỉ cần hiếu thảo, trung thành là được. Nhưng mà nhà không trông được, nước không giữ được, còn được gọi là hiếu với cha mẹ, trung với nước sao? Trước đây tại hạ chỉ ao ước được sống vui vẻ, chưa từng có ai nói với tại hạ những chuyện như vậy, những lời như vậy. Hình như ta nói hơi nhiều rồi, có lẽ người cũng không thể hiểu được đâu. Được rồi, ngày mai người vẫn còn một trận thi đấu cuối cùng, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, hôm sau mình nói tiếp. Nhạc Nguyên Soái, tại hạ xin cáo từ. Qua kia. Kiểm tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không được bỏ qua chi tiết nào. Vâng. Đi thôi. Qua kia. Người tiếp theo. Tống đại ca, họ kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, chúng ta làm sao đem quả bóng này vào? Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Tóm lại có núi qua núi, có sông vượt sông. Vâng. Tránh ra, mọi người tránh ra nào. Tránh ra, mọi người tránh ra. Kim ca, đệ bưng dùng ta đi. Được thôi. Huynh bưng nổi không? Không nổi thì kêu Lý đại bổn sự bưng đi. Đúng đó, đệ khỏe như vậy, làm những chuyện này thích hợp nhất đấy. Lát nữa thi đấu còn phải nhờ cặp chân của huynh đó. Không sao đâu, ta bưng được mà. Không ngờ ra mặt của một người nào đó càng ngày càng dày. Được rồi hai người, thời gian không còn sớm nữa, mau vào trong đi. Đi thôi. Ngươi dẫn theo vài người khám xét kỹ càng đám người bên kia. Vâng. Đứng lại. Kiểm tra. Kiểm tra cái gì chứ? Sao không cho chúng tôi vào trong? Kiểm tra gì chứ? Chúng tôi đến đây thi đấu còn phải thay quần áo nữa đó. Đừng nói nhiều nữa. Kiểm tra họ cho ta. Kiểm tra cái gì chứ? Coi chúng ta là thích khách hả? Kim ca cố lên, Hồng tụ thắng chắc. Kim ca cố lên, các huynh đệ cố lên. Các ngươi ở đây làm gì vậy? Ngươi nói coi. Đồ ngốc, chúng tôi đến đây để cổ vũ họ, ngươi bị mù sao? Không kịp thi đấu thì ai chịu trách nhiệm chứ? Ta chịu trách nhiệm. Ta muốn kiểm tra bóng của mấy người. Một đống bóng có gì để kiểm tra chứ? Thời buổi này, người làm quan đúng là nhiều chuyện mà. Ta thấy, các người làm mất thời gian của chúng tôi, không cho chúng tôi luyện tập, để cho huynh đệ của các người được thắng chứ gì. Cứ cho họ kiểm tra đi. Ngươi, ngươi đem số bóng đó qua đây. Vâng. Có chất nổ, ở đây có chất nổ, có chất nổ. Phim được cái gì? Có chất nổ hả? Cha cẩn thận. Mọi người chạy mau. Ta không có chất nổ, không có chất nổ. Không có chất nổ sao? Vậy đây là cái gì? Đây là bột mì. Bột mì thôi mà, là bột mì đây. Ngài xem đi, vừa rồi ta nói là bột mì mà, không phải chất nổ gì hết. Người cút. Vân Nhi, con qua đó mời Kim ca qua đây, cha có chuyện muốn nói với hắn ta. Dạ vâng. Cao đại nhân,
Nguyên soái muốn mời Kim ca qua đó một chút. Nhạc nguyên soái, người có thể chờ ta một lát được không? Cao đại nhân, hoàng thượng sắp giá lâm rồi, ngài xem có được không? Thả người. Vào trong đi. Nguyên soái đại nhân, sao rồi? Không sao chứ? Các người có quen biết cao đại nhân trong lục phiến môn kia sao? Chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Thảo nào, nếu đã đến rồi thì cố gắng thi đấu cho thật tốt, để cho hoàng thượng thưởng thức. Mọi người sẵn sàng chưa? Phó đường chủ, tại hạ vẫn nghĩ là, đừng nói nữa, Tần lão thật, bây giờ xem đá bóng chắc là vui lắm. Chúng ta phải cho hắn vui đến số 1. Xuất phát. Đợi đã. Phương tỷ tỷ, thắt lưng của viên ngoại không phải thắt như vậy đâu, để muội thắt lại dùng cho. Tiểu Quyên, muội không cần tỉ mỉ như vậy đâu. Không được đâu, vì những chuyện nhỏ này mà làm hư chuyện lớn thì rất là đáng tiếc đấy. Làm người ăn mày thì phải tội nghiệp một chút. Tiểu Quyên, Phương tỷ, tổng đường chủ thường nói với chúng ta rằng càng muốn làm việc lớn thì phải càng lưu ý đến những việc nhỏ chứ. Sao huynh lại mang theo đao? Những tên lính gác đó chỉ cần nhìn sơ là biết ngay, đánh nhau mới cần mang theo đao chứ. Huynh nghĩ xem có đúng không? Tiểu Quyên, muội kiểm tra xong chưa? Khoan đã, không còn thời gian đâu. Nếu muội còn phá đám, ta sẽ không khách sáo với muội nữa đâu. Muội không dám. Phương tỷ, các vị huynh đệ, sau khi ra ngoài chúng ta tách ra một khoảng cách, đừng đứng cùng nhau. Xuất phát. Xin các vị dừng bước. Phó đường chủ, tổng đường chủ có thư cho người. Thư của tổng đường chủ. Chỉ trong một giây lát thôi mà ngươi đã về động đình hồ, lại còn mang theo thư của tổng đường chủ về đây. Phó đường chủ, người xem thư của tổng đường chủ trước đã. Đừng manh động, hãy về ngay. Làm tốt lắm, xuất phát. Phó đường chủ, Phương tỷ, thư của tổng đường chủ viết gì vậy? Thư của tổng đường chủ viết cho ta, muội cũng muốn xem sao? Muội không dám. Xuất phát. Các người nóng lòng lắm rồi phải không? Là huynh nóng lòng thì có. Phải đó, chỉ có mình huynh nóng lòng thôi. Ta sao? Đúng đó, là huynh nóng lòng đó. Là huynh đó. Nhìn cái gì chứ? Người bị điên hả? Hai người làm cái gì vậy? Người bị sao thế? Muội có bị sao không? Ngươi làm gì vậy? Đừng mà. Sao ngươi đau lòng dữ vậy? Nước mắt của ngươi là sức mạnh của chúng ta đó. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Đúng đó, chúng ta nhất định sẽ thắng. Sẽ thắng. Thắng chắc. Chúng ta sẽ thắng. Chúng ta thắng chắc. Thắng chắc. Chúng ta thắng chắc. Ta không ngờ tay chân ngươi nhanh nhẹn như vậy. Chúng ta càng tự tin hơn rồi. Phải đó, chúng ta sẽ thắng. Nhất định thắng, thắng chắc rồi. Đúng, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ.